Xin chào các bạn. Bữa nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2024-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Mã đề là 921. Chúng ta có 60 phút các bạn, làm 40 câu. Và chúng ta chỉ có một bài đọc thôi các bạn. Cũng tương đối hơn các bạn, nhìn cũng khá là dễ thở hơn các bạn. Chúng ta nhìn cái câu số 1 hơn các bạn. In the past, trong quá khứ đó, thì giáo viên used to là đã từng các bạn, tức là cái việc gì đó mà nó thường xuyên xảy ra ở trong quá khứ mà bây giờ nó không còn nữa. Nó từng là cái gì đó, cái nguồn kiến thức. Ta xem từ là từ large là lớn, là major là chính, là serious là nghiêm trọng các bạn, hoặc là nghiêm túc. First là đầu tiên thì các bạn phải chọn là be. Major tức là nguồn kiến thức chính các bạn. Ở câu số 2 các bạn, nowadays, ngày nay đó, giáo viên cung cấp những cái thông tin và cho các học sinh xem how to gì đó. Các bạn để cái từ with này các bạn ha. Thì the song là giải quyết nè. Operate là chúng ta hoạt động cái gì đó. Thì các bạn phải dùng to deal như các bạn ha. Cái này chỗ này các bạn phải chọn C như các bạn ha. Tại vì các chúng ta có thể deal with nha các bạn ha. Deal with là chúng ta giải quyết cái vấn đề gì đó. Handle là xử lý. Ta nhìn cái câu số 3 các bạn. Cái gì đó. Teaching in chalk, chalk là phấn các bạn, tức là they need to be, họ đây tức là giáo viên đó các bạn, cần phải là một cái người chuyên gia về công nghệ thông tin. Xem câu số 3 là cái gì các bạn. On đầu là mặc dù đấy chúng ta không dùng được nha các bạn, tại vì on đầu đi với một clause chúng ta phải có chủ ngữ và động từ ha. But chúng ta đây không dùng được nha các bạn, ở đây chỉ có because of và instead of các bạn, tại hai cái này nó có giới từ này, phía sau chúng ta có dùng verb ing nữa các bạn. Vậy thì đây chúng ta xem các bạn, bởi vì dạy bằng phấn, thay vì dạy bằng phấn, cái này các bạn cũng chọn đi là phí. Tức là thay vì dạy bằng phấn, ý nói là thay vì chúng ta đứng cầm phấn ta viết thì bây giờ chúng ta phải dùng là công nghệ thông tin. Đó, ha. Là bởi vì bây giờ là giáo viên chúng ta phải sử dụng máy chiếu rồi PowerPoint này vân vân các bạn. Câu số 4 các bạn. One of biggest challenges. Rồi đây chúng ta thấy cái chữ biggest ở đây là một cái so sánh nhất các bạn. Tức là cái superlative. Do vậy chữ này bắt buộc chúng ta phải có the các bạn, so sánh nhất mà. Thì cái chỗ này các bạn phải chọn be ha. Câu số 5 các bạn, the school needs them, cái trường đó thì cần họ, như là những cái nhân, những người mà mắc cái gì đó. Injunction là cái sự hướng dẫn các bạn, cái từ complain này nó có nghĩa là mình phàn nàn đó các bạn. Decision, thì cái chỗ này các bạn có chọn câu C nha các bạn ha. Chỗ này các bạn chọn C nha các bạn. Decision, ta có cái từ make decision hoặc là make a choice nha các bạn. Ta dùng cái từ make. Feedback là cái phản hồi chúng ta không hợp lý các bạn, tại vì cái từ make ở đây nó đi với decision, tức là đưa ra quyết định hoặc là mình đưa ra một sự lựa chọn, thì các bạn dùng make. Chúng ta nhìn cho phần tiếp theo, câu số 6, số 7 là chúng ta kiếm một cái từ mà trái nghĩa các bạn, opposite. We should use natural resources economically, tức là mình cái gì đó tiết kiệm ở đây chúng ta sành, tiết kiệm nó không có lãng phí, trái nghĩa ta xem ạ. Differently là sự khác biệt, carefully là sự một cách cẩn thận, wastefully là một cách lãng phí nè. Từ cái chỗ này chúng ta phải chọn là câu C nhưng mà trái nghĩa mà, tiết kiệm, trái nghĩa với tiết kiệm là lãng phí. Câu C là cheap thì là rẻ này, không hợp lý nữa. Câu số 7 nha các bạn, trong các quốc gia đang phát triển tức là quốc gia nghèo đó các bạn, nhiều người đó thì vẫn còn sống trong cái sự nghèo đói các bạn, poverty, cái này là danh từ của cái tính từ poor đó các bạn ha. Rồi chúng ta xem câu trái nghĩa là wealth là sự thịnh vượng, là wealth tức là very rich các bạn, từ wealth này có là very rich, thịnh vượng. Illiteracy tức là mình không biết đọc biết viết, health là sức khỏe, difficult thì là sự khó khăn, thì các bạn phải chọn trái nghĩa với cái nghèo, sự nghèo đó là thịnh vượng ha, wealth. Ta nhìn cái phần tiếp theo các bạn, thì ở phần này đó chúng ta phải kiếm được một cái câu mà nó được viết lại tốt nhất với cái cụm từ người ta cho. Câu số 8 các bạn, there used be gì đó. Ta thấy cái từ long time ago không các bạn, tức là chúng ta nói đến một cái chuyện, khi mà có cái từ ago này các bạn, thì chúng ta muốn nói ta phải dùng past simple ha. Past simple. Tại vì chúng ta biết thời điểm mà các bạn ha. Ta dùng cái nó là cái chuyện gì đó đã xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ, thì chúng ta dùng past simple. Ta để ý cấu trúc này. Vậy thì cái chỗ này nó phải là used to như các bạn, used to nó đi với lại verb zero, tức là be infinitive, nguyên mẫu không to. Chúng ta diễn tả một cái chuyện gì đó nó từng xảy ra trong quá khứ, hay nó thường xảy ra trong quá khứ, bây giờ nó không còn nữa. Vậy thì xem ạ. There used to be a hotel
But it's closing. Cái này sai nha các bạn. Tại vì cái này hiện tại mà. Cái này quá khứ mà các bạn ạ. Đương nhiên cái này, cái thì chỉ hiện tại là sai. Ở câu B các bạn. There used to be a hotel near the airport. Cái này thiếu to nha các bạn. Chỗ này thiếu to, cái này sai nha các bạn. Cái này phải thiếu to đấy mới đúng. Ở cái này sai, biên là sai các bạn. Sau to phải nguyên mẫu. Ở các bạn chọn câu đi hơn các bạn nè. Đã từng có các bạn, used to be nè. Một cái khách sạn gần cái sân bay đó. Nhưng mà đã đóng cách đây lâu rồi. Ta nhìn cái câu số 9 các bạn. Most of the books, hầu hết cuốn sách đó, gì đó tôi đọc khi còn nhỏ đó, vẫn phổ biến ngày nay. Đó, chúng ta xem cái chỗ nào các bạn. Most of the books I wish I read them. Cái này sai nha các bạn. Tại vì các bạn dùng relative pronoun thì cái chỗ này các bạn phải bỏ đi nha. Cái chỗ này phải bỏ đi mới đúng. Câu này sai nha các bạn. Most of the books, whom là sai nha các bạn. Tại book nó là người mà, cái whom là sai. Vì cái chỗ này cứ copy và copy mới sai nha các bạn. Tại who mà. Thì các bạn chọn chỗ C là đúng. Most of the book which I read, mà tôi đã đọc khi còn nhỏ đó, thì nó vẫn còn phổ biến ngày nay. Câu này đúng không các bạn? Câu số 10. The old man, cái người, cái ông già đó hay là ông lão đó, ước rằng cháu của ông ta đó thăm ông ta thường xuyên hơn. Thì mới nhớ cái từ wish đó các bạn. Wish thì nó ước, nó có hai loại nha các bạn. Nếu mà loại một đó là ông ta nói đến cái chuyện gì đó nó không có thật ở hiện tại hoặc tương lai, thì cho nên các bạn phải dùng past simple, nhớ không các bạn? Còn là loại 2, chúng ta nói ước đến một cái chuyện nó không có thật ở trong quá khứ, thì các bạn phải dùng past perfect. Vậy chúng ta thấy cái chỗ này, the old man wishy, cái này chia đúng rồi nha. His time and visit, hiện tại này sai nha các bạn. Câu đi, câu B các bạn. Cái người, cái ông lão đó ước rằng, cái này can các bạn chưa chia không? Sai. Câu C cái này chưa chia các bạn, nó sai. Tại ông lão đó, nó là he mà. Câu D các bạn. The old man wishy, his kind of, cái này đúng như các bạn, cái chia chia theo cái chủ ngữ này. Vế bên sau các bạn phải dùng là past simple các bạn, can các bạn đổi thành could nha, còn will các bạn đổi thành would. Thì câu đi là hợp lý các bạn. 11. Yesterday, và đấy cái từ yesterday các bạn là cái chuyện gì đó nó xảy ra và kết thúc tại thời điểm xác định trong quá khứ. Chúng ta biết thời điểm mà các bạn, nó sẽ nó kết thúc lúc 0 giờ đêm ngày hôm qua mà. Như vậy các bạn phải dùng past simple ha. Cái gì đó hôm qua tôi ngạc nhiên chị tôi nấu ăn trước khi tôi về nhà. Rồi cái chỗ các câu A này, cái hiện tại này sai nha các bạn. Câu B các bạn. Yesterday tôi nhập ghi rằng chị tôi đã, cái này sai nha các bạn. Ở đây nó là past, đây là past simple thì không nào, không không thể nào bên kia nó là present perfect được ha. Câu C các bạn. Yesterday you supplied for, các bạn for đây là sai nha. Câu D là hợp lý các bạn. Yesterday ngày hôm qua tôi ngạc nhiên rằng là chị tôi đã nấu ăn trước khi tôi về nhà. Các bạn thấy bên đây dùng past perfect nè, bên đây dùng là past simple ha. Nên tức là past perfect các bạn muốn diễn tả một cái hành động nó xảy ra trước một cái hành động khác là trong tương lai, trong quá khứ các bạn. Ta nhìn phần tiếp theo thì ở phần 12, câu 12, 13 chúng ta phải kiếm một cái từ mà đồng nghĩa ha. She looking through a novel while her brothers were playing hide and seek next door. Cái từ looking through tức là mình nhìn lướt qua cái gì đó, tức là ở đây nó bằng với cái từ là read quickly đó các bạn ha. Vậy thì mình xem đó. Câu A là reading, câu B là tracking là kiểm tra, publishing là mình xuất bản, receiving là chúng ta nhận, cái chỗ mình chọn là câu A ha, đọc mà. Đọc lướt qua, đọc cái gì nó nhanh. Fruits and vegetables are so that a burden. A burden là cái gì đó là nó nhiều các bạn ha, tức là nó màu mỡ đó. Trên cái hòn đảo đó, phải xem cái từ nào là nó đồng nghĩa các bạn. Available là có sẵn chúng ta sử dụng nha. Limited là giới hạn. Plentiful là rực rỡ, ý nó là nhiều các bạn. Nên các bạn chọn cái C là hợp lý không? Sufficient là đủ ha. Rồi phần tiếp theo chúng ta phải kiếm một cái từ mà có lỗi sai để sửa hơn các bạn. Câu 14 ha. Among the ethnic minorities, tức là trong số các cái dân tộc thiểu số đó. Ở tại cái này sai nhưng mà tới đây nó thấy cái chỗ này là sai này. Các bạn phải chọn A là đúng không? Cái thí sinh này chúng ta chọn A là đúng rồi. Cái chỗ này các bạn phải nói về cái dân tộc, các bạn phải nói là the Thai các bạn. The Thai tức là người Thai đó. Ở đây người ta chia xuống nhiều nữa các bạn ha. Câu số 15 các bạn. One of the main reasons, một trong những cái lý do chính tại sao đó tin đó, thì có cái thói quen ăn uống xấu là. Cái chỗ này các bạn, đấy cái A sẽ là sai nha các bạn. Tại sao các bạn? Thì các bạn phải chọn này và chọn B không? Tại sao? Tại vì cái từ one of là có một các bạn. One of the main reason, một trong những lý do chính. Cái chỗ này các bạn phải đổi thành is mới đúng. Có một lý do mà các bạn, số ít mà. 16. Thì ở phần này chúng ta lại chọn một cái câu mà nó gần nghĩa nhất với cái câu người ta cho ha. Câu 16 các bạn.
Do you believe in what the boy says, Mary? Bạn có tin vào những gì mà thằng con trai nó nói không, Mary? Tom nó nói. Chúng ta thấy em. Cái câu này là câu trần thuật trực tiếp. Cái câu trần thuật trực tiếp các bạn, nó có dấu hai cái dấu quotation mark này các bạn. Khi các bạn chuyển qua câu gián tiếp thì chúng ta phải đổi nha các bạn. Thì những cái trợ động từ như là do nè, does và did, ba cái này ta bỏ đi nha các bạn, bỏ đi. Còn những cái trợ động từ khác đó, là các bạn phải đảo nha các bạn. Ví dụ mình nói là will you đi. Thì khi mà các bạn khi mà chúng ta biết trong câu tường thuật, các bạn phải đảo lại là you would hơn các bạn. Hạ xuống thì. Ở đây chúng ta hạ xuống thì nha các bạn. Ở đây nó là present symbol thì các bạn phải chuyển thành là past symbol ha. Để nó xem, và đại từ chúng ta phải đổi luôn nha, chúng ta phải xem cái câu nào. Tom asked Mary, Tom nó hỏi Mary là vật thứ hai nó mình vật thứ hai nó là khi mà cái câu này là câu yes no question đó các bạn. Thì chúng ta sẽ phải dẫn nhập nó bằng từ if hoặc là whether nha các bạn. If hoặc là whether, một trong hai từ. Tom hỏi Mary rằng liệu whether đây đúng nha các bạn. Đích đây là sai nha các bạn. Mình chỉ có chỗ này các bạn chọn A. Cái A là sai nha các bạn. Xin lỗi. A là sai. Cái này phải bỏ đi mới đúng nha các bạn. Bỏ từ đích đi mới đúng. Câu B các bạn. Tom yêu cầu Mary, Tom hỏi, tức là Tom nó hỏi Mary là tin vào cái đó. Nó là yêu cầu Mary tin vào những gì sai nha. Sai về nghĩa, cái này nó hỏi mà. Tom nói rằng Mary tin cái này sai nha. Nó hỏi mà đâu phải nó nói đâu. Tom hỏi Mary rằng liệu có thế mà người ta dính nhập bằng từ if nè. Rồi cái thì người ta đổi nè các bạn ha. Believe nè. Chuyển thành past symbol. Rồi các bạn có đi, đúng không các bạn ha. Tức là Tom hỏi Mary là liệu cô ta có tin vào những gì đứa con trai nó nói hay không. Ta nhìn đi câu 17 nha các bạn. Inspired, being tired. Các bạn thấy cái từ inspired không? Nó là mặc dù đó. Thì ở đây nó là một cái giấy từ như vậy mà phía sau này chúng ta không có dùng một clause nha các bạn. Chúng ta chỉ dùng một cụm từ thôi. Mặc dù là mệt nhưng mà Minh nó vẫn thức khuya để mà nó hoàn thành cái bài tập của nó. Câu A các bạn. Cho dấu Minh mệt, Minh vẫn cái này đúng nha các bạn ha. Câu này đúng nè. Tại vì even though tức là nó bằng với on đầu, nó cho dấu hay là mặc dù đó. Ở đây nó đi với lại một clause các bạn, chủ ngữ động từ đây các bạn. Câu B ha. Bởi vì Minh mệt, cái này sai nha các bạn, bởi vì. Câu C các bạn. Mặc dù Minh mệt, but cái này sai nha các bạn, nó đi với on từ đâu rồi thì không đi với lại từ but nha. Đó, cái từ despite này, cái này cũng sai nha các bạn. Cái từ despite nó cũng giống như là inspire of thôi. Thì phía sau này đó, nó không được đi với một clause nha các bạn. Ở đây có chủ ngữ mà. Ở đây nó có chủ ngữ và động từ hơn các bạn. Cái câu này nó mà despite các bạn muốn viết lại đó, thì cái chỗ này phải viết là despite. Nó giống như cái từ inspire of các bạn. Despite being tired. Chúng ta viết tiếp lại cái phía sau đây. Thì câu này nó mới đúng ha. Và thì đến đây là chọn câu A là hợp lý. Câu 18 các bạn. My sister can't get the good job she wants. Tức là chị tôi đó là không thể có được cái công việc tốt mà cô ta muốn, bởi vì cô ta không nói tiếng Anh tốt. Rồi, ở đây đó người ta dùng từ if không? Vậy thì ở đây là một cái fact ở hiện tại nha. Thì các bạn dùng từ if thì các bạn phải dùng if lại 2 nha các bạn. Ha, if lại 2. Ta nói đến một cái chuyện mà nó không có thật ở hiện tại hoặc tương lai mà. Thì chúng ta nhớ if lại 2 thì trong cái mệnh đề if các bạn phải dùng past symbol ha. Còn trong cái main clause á là chúng ta sẽ dùng là would hoặc là could, là các bạn cộng với lại be infinitive nha các bạn, tức là nguyên mẫu không tu đó, hay chúng ta gọi là verb zero đó. Là câu A các bạn. Nếu mà chị tôi nói tiếng Anh tốt thì cô ta có thể, cái này đúng nha các bạn ha. Thế cái từ spoke là chia không? Past symbol. Bên đây can đổi thành could không? Câu B các bạn. Nếu mà chị tôi nói tiếng cái này chưa chia nè, cái này sai nè các bạn ha. Câu C các bạn. Nếu mà chị tôi có được công việc chị ta muốn, cái này sai nha các bạn. Sai về nghĩa. Câu D các bạn. Nếu mà chị tôi nói tiếng Anh tốt thì cô ta có thể, cái này sai nha. Cái này chưa chia mà cái đó phải cút thôi. Chúng ta nhìn câu 19 các bạn. They believe that the best time to visit the complex gì đó. Tức là họ tin rằng là cái thời điểm tốt nhất để viếng thăm cái khu phức hợp gì đó ở tượng đài Huế gì đó. Cái khu tượng thì nó là ở tháng 4, thì vào tháng 4. Thì khi mà các bạn thấy cái chỗ cái cấu trúc như vậy sẽ có hai cách viết nha các bạn. Một đó, là chúng ta sẽ viết là tức là they believe, tức các bạn they believe thì nó tương đương với lại là it is said nha các bạn, it is said đổi thành passive đó. Ví dụ mình hay có là they say đi các bạn ha, they say họ nói rằng, thì cái chỗ này nó bằng với lại là it is said. Mình xin lỗi cái này là cái câu trên nó là it is believed nha các bạn, it is believed. Câu dưới là it is
set nè các bạn. Ta thường hay gặp cái cấu trúc đó. Thì được, việc đầu tiên chúng ta sẽ đổi cái mệnh đề chính thôi. Tức là các bạn đổi. Nhưng mà đó, nó còn một cái lối viết khác nữa thì nó phức tạp hơn chút xíu, tức là các bạn phải đưa cái chủ ngữ ở phía sau này nè ra ngoài làm chủ ngữ chính nè. Ví dụ mình viết cái câu này mình sẽ viết lại, mình sẽ viết là the best time to visit the complex of Huế monument. Rồi các bạn để tới đây ha. Nhưng mà chúng ta phải dùng cái cấu trúc passive của cái mệnh đề chính nha các bạn. Cái thì ở đây nó là thì hiện tại nha. Thì các bạn phải nói là is believed. Rồi cái động từ to be ở đây nha các bạn. Động từ phía sau này các bạn phải trả nguyên mẫu và ngăn cách nó bằng to nha. To be in April. Đó, viết cái câu lại là như vậy. Các bạn để ý ha. Và chúng ta xem cái chỗ này là is believed là sai nha các bạn nè. Câu B các bạn, is believed that. Nè, cấu trúc này các bạn ha, is believed that ha. Thì viết lại cái vế phía sau thôi thì câu này đúng nha. Câu C các bạn, the best time to visit complex what, cái này sai nha các bạn, cái chỗ này phải đổi thành is mới đúng nha, giống như dưới đây mình làm nữa các bạn, tại vì ở đây nó là hiện tại mà. Câu D các bạn, is would believe là sai nha các bạn, ở đây nó là hiện tại mà các bạn ha, thấy cái chỗ này là hiện tại mà, đương nhiên là cái chỗ này chúng ta phải dùng là cái chỗ này phải đổi thành is mới đúng nha, cho vậy các bạn phải chọn B. Rồi chúng ta nhìn như phần bài đọc. Thì đối với phần bài đọc đó thì các bạn nên đọc cái câu hỏi ha, rồi sau đó chúng ta sẽ trích xuất cái thông tin từ trong cái bài đó. Các bạn nhìn câu 20 các bạn. Which can be the best title for the passage, tức là cái nào sau đây đó có thể tiêu đề tốt nhất cho cái đoạn văn. Thì đối với cái dạng câu hỏi này đó thì các bạn nên bỏ qua trước các bạn, rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại sau. Câu 21 các bạn, which one of these, tức là một trong cái nào theo sau đây đó thì nó không phải là lời khuyên theo cái bài văn đó. Chúng ta phải xem cái khúc nào nói cái đó các bạn. Câu A đó là tiết kiệm tiền bằng cách là cắt bỏ, tức là loại bỏ cách out, tức là mình không ăn bữa tối. Ta xem khúc nào nói cái đó không. Đây các bạn. Dòng số 6 các bạn. Think about eating larger than chỉ sang các bạn ha. Tức là hãy nghĩ về cái việc mà chúng ta ăn các bữa trưa lớn hơn và các cái bữa tối nhỏ hơn để giúp do money go further, tức là giúp tiết kiệm tiền đó. Và chúng ta thấy rằng là ở đây cái câu này là sai nha các bạn, câu này sai chúng ta không chọn đâu. Câu này bởi vì đó người ta nói là ăn bữa tối ít đi hơn chứ không phải là chúng ta bỏ bữa tối nha. Câu B các bạn, lúc nào cũng đem cái identification là cái tức là mình gọi là giấy chứng minh hay là cái gì để chứng minh mình đó các bạn ha, tức là cái thẻ để chúng ta nhận dạng mình là ai đó, hay gọi là chứng minh đó các bạn. Thì mà xem cái khúc nào. Đây các bạn ha, 2, 4, 6, dòng số 6 các bạn, make sure that ha, tức là chắc chắn rằng là bạn lúc nào cũng giữ cái chứng minh đầy đủ hơn các bạn, keep sufficient identification các bạn, identification with you all times ha. Và thì cái chỗ này là có nó không chọn nữa mà. Apply for visas if necessary, tức là chúng ta nộp đơn xin visa nếu cần thiết. Xem khúc nào nói cái đó. Dòng số 4 nè các bạn ha. Find out if you require, tức là mình phải tìm hiểu xem là liệu chúng ta có cần một cái visa đặc biệt hay không ha, hoặc là xin phép để mà chúng ta di chuyển tới đó hay không. Vậy cái này có nhưng ta không chọn. Câu D các bạn, research your destination, tức là chúng ta phải nghiên cứu cái nơi đến của chúng ta. Cái dòng số 3 nè các bạn, cái này có nói các bạn, before your departure, tức là trước khi khởi hành đó, make sure you get các bạn, chắc chắn là bạn phải có nhiều cái thông tin ha về cái chuyến đi của bạn ha, như bạn có thể, tức là càng nhiều càng tốt. Vậy thì cái này có chúng ta không chọn. Thì câu này chúng ta chọn câu A là hợp lý. Còn ba các bạn, the word it, cái từ it ở trong cái đoạn này muốn ám chỉ tới cái gì? Ta phải xem. Cái từ ít nó thay cho một cái danh từ đếm được ở phía trên, rồi số ít cho các bạn, hoặc là danh từ không đếm được, thì các bạn phải đọc cái câu phía trên các bạn. Đây các bạn, it may also help, tức là nó cũng có thể giúp to email a copy các bạn ha, giúp để chúng ta gửi các bạn gửi đi ha, một cái bản copy của những cái chi tiết ha, của những cái chi tiết về passport của chúng ta to yourself ha, tức mình gửi, tự gửi cho chính mình các bạn ha. In case, phòng khi is it lost or stolen, phòng khi nó bị mất hoặc là nó bị ăn cắp. Vậy thì cái từ it ở đây thay cho cái từ passport nha các bạn ha, tức là cái passport của mình đó.
Vậy thì nó phải chọn câu A hợp lý không? Câu 24 các bạn, có thể rút ra được từ các đoạn văn này là gì? Đó, các bạn xem, cái bữa trưa đó thì nó tốn nhiều tiền hơn bữa những cái bữa nhỏ hơn. Tức là bữa trưa nó tốn tiền, nó tốn tiền hơn là những cái bữa one sẽ là những cái bữa trưa các bạn, những bữa trưa nhỏ hơn. Tức là bữa trưa lớn hơn thì tốn nhiều tiền hơn. Cái này không đúng nha các bạn. Tại vì chúng ta thấy trong cái đoạn này đó, người ta chỉ nói rằng là cái đoạn nãy chúng ta vừa thấy cái chỗ mà nói về cái ăn ăn trưa đây các bạn. Đây các bạn ha. Người ta chỉ nói rằng là bữa trưa thì nó nhìn chung nó rẻ hơn thôi nha các bạn ha. Nó rẻ hơn bữa tối chứ không phải là chúng ta ăn bữa trưa, một bữa trưa lớn đó. Ý nó là ăn bữa trưa một hoành tráng đó, thì nó sẽ tốn tiền hơn là bữa trưa nhỏ. Cái này sai nha các bạn ha. Nếu như ăn càng nhiều chúng ta càng mắc nha các bạn. Câu B, bạn phải luôn luôn mang tiền mặt với bạn. Ta xem cái này có nói không các bạn. Dòng số 5 này các bạn. Will you be accept okay, will you be able to accept your own money easily enough or will you need to take cash with you? Tức là làm sao đó, tức là một chúng ta phải xem là liệu mà chúng ta có thể tiếp cận được cái tiền của chúng ta một cách dễ dàng nên các bạn. Hoặc là chúng ta phải cần tiền mặt đó. Ý nói là đây là nếu mà cái chỗ đó mà xài thẻ hay cái gì đó mà chúng ta có thể truy cập được dễ dàng đó, thì chúng ta sẽ sử dụng. Còn nếu mà chúng ta ví dụ như cái chỗ đó nó không có chỗ nào để chúng ta rút tiền hoặc là xài thẻ, chúng ta phải đem tiền mặt. Vậy thì cái này đó là không cần thiết nữa các bạn ha. Câu C các bạn. Traveling, tức là cái việc mà du lịch đó, nó có thể tốn nhiều tiền hơn ở những mùa cao điểm. Thì cái này là hợp lý hơn các bạn. Tại vì cái câu đầu tiên này các bạn. Câu đầu tiên ta nói nè các bạn. Cái giá của cái kỳ nghỉ đó nó có thể fluctuate, tức là có thể lên xuống rất là nhiều xuyên trong suốt cả năm. Vì thế bạn có thể tiết kiệm rất là nhiều nếu như mà bạn flexible, tức là mình có thể linh động á. Tức là linh động cái ngày tháng các bạn, tức là cái ngày mình đi du lịch và né được những cái thời điểm cao điểm của mùa của du lịch ha. Nó peak holiday times. Vậy thì cái chỗ này đó chúng ta thấy là cái câu này có hơn các bạn ha. Tức là đi vào du điểm thì sẽ mắc tiền hơn. Câu đi các bạn. Bạn không thể lấy lại được cái hành lý đã mất của bạn ở nước ngoài. Cái này sai nha các bạn, tại vì cái dòng cuối này các bạn ha. If your flight is delayed, tức là nếu như cái chuyến bay của bạn nó bị trì hoãn hoặc là cái hành lý bị mất đó, this can be difficult to obtain. Khó nha các bạn ha. Chúng ta khó lấy lại nha các bạn, khó lấy. Nhưng mà khó lấy ở đây với điều kiện rằng là mình không có dán nhãn nha các bạn. Ở đây người ta trên, có khúc trên nè các bạn. Khúc trên nè. Được các bạn ha. So the airline, cái dòng số 3 thì đếm lên là so the airline will know where you find you if you look at your slot nè các bạn. Tức là ở trên này đó, cái dòng số 4 từ dưới đếm lên nè các bạn, thì người ta nói là it can be useful nữa các bạn, nó rất là hữu ích nếu mà chúng ta store đó các bạn, tích trữ không, một cái bạn copy các lịch trình của mình đó, trong một cái nơi ở trong cái suitcase nha các bạn, ok ha, là cái lịch trình của mình đó, tức là mình dán cái lịch trình ở trong cái suitcase của mình đó, vì thế mà cái người airline, cái hãng hàng không nó sẽ biết là mình đi đâu, sẽ tìm mình ở đâu các bạn nếu mà hành lý bị mất. Còn nếu mà không có thì rất là khó trả lại chúng ta. Vậy thì cái chỗ này là sai các bạn. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải chọn câu C lập lý không? Ở câu 22 chúng ta chưa làm các bạn. Quay trở lại câu 22. Theo cái bài văn đó, thì là cái hành lý đó nên ở đâu? Thứ nhất là câu A đó. Chúng ta xem cái khúc nào là cái đó các bạn. Khúc nào là đến hành lý. Dòng số 5 thì chưa đến bên này các bạn. Label your suitcases clearly. Tức là chúng ta phải dán cái nhãn, cái hành lý của chúng ta, các cái vali của chúng ta một cách rõ ràng ha. Để chúng có thể được nhận dạng dễ dàng như là cái của bạn. À. Tức là cái hành lý chúng ta phải dán cái nhãn, tức là tên của chúng ta, số điện thoại vân vân, hoặc là nó đầy đủ ha. Tức là một cách rõ ràng. Vậy chúng ta xem câu A là chúng ta chữ nó một nơi an toàn này không hợp lý không các bạn. Câu B là tag in case being lost. Chúng ta có thể là, chúng ta gắn cái thẻ cho nó phòng khi nó bị mất. Câu C đó là chúng ta là pack with job, tức là chúng ta đóng gói hành lý đó với cái passport. Cái này không hợp lý không? Không hợp lý các bạn, câu đi ha. Chúng ta sơn nó bằng cái màu sáng. Này không hợp lý không các bạn? Và chúng ta xem cái chỗ nào nó tiếp cái đó các bạn. Đây ha, ta đọc tiếp cái đoạn, cái câu phía sau của cái dòng số 4 từ dưới nó lên ha. It can be useful nữa các bạn, có nghĩa là rồi cái chỗ này là đương nhiên là cái label các bạn, cái dòng này chúng ta nói đọc lên label ha.
Tức là khi ta phải dán cái nhãn đó các bạn, ta phải dán cái nhãn đó trên cái hành lý để mà phòng khi nhận biển nó là của mình hơn, nếu mình bị mất người ta có thể tìm thấy dễ dàng ha. Vậy thì cái chỗ này các bạn phải copy lập lý các bạn, gắn cái thẻ trên cái hành lý đó phòng khi mà chúng ta bị mất. Mình có quay trở lại với câu 20 các bạn. Vậy thì cái tiêu đề tốt nhất cho cái bài này là cái gì? Travel procedure, tức là cái tiến trình du lịch, ý là các bước mình làm. Câu B đó là lời khuyên du lịch, câu C là làm sao mà có thể điều chỉnh được cái ngày du lịch, và câu đi là bảo vệ cái hành lý. Thì đi trên các bạn phải chọn câu B là hợp lý hơn các bạn, là tại vì ở đây người ta nói rất là nhiều thứ hơn các bạn. Thứ nhất là chúng ta phải làm sao chúng ta sẽ làm sao chúng ta tránh đi cái giờ mà cao điểm đó, để chúng ta tiết kiệm tiền. Rồi chúng ta phải tìm kiếm thông tin các bạn, rồi người ta đưa đến lời khuyên đó các bạn ha, tức là chúng ta nên đang tìm mặt hay là chúng ta phải mang cái gì đó, rồi cái hành lý chúng ta phải làm sao đó, vân vân hơn các bạn. Các bạn nhìn câu 25 các bạn. He'll be very upset. Anh ta sẽ rất là bực mình nếu mà cái người chủ của anh ta đó, cái gì đó, cái suggestion, tức là cái đề nghị của anh ta. Tức từ từ turns down là bác bỏ này các bạn. Find out là cái đó, là tìm hiểu xem cái đó, phát hiện ra cái gì đó. Turn off là tắt. Pull down nó kéo xuống. Vậy thì cái chỗ này các bạn phải chọn A hay các bạn, bác bỏ ha. Anh ta sẽ rất bực mình nếu mà cái người chủ của anh ta bác bỏ cái đề nghị của anh ta. Câu 26 các bạn. Susan was gì đó. When she heard, chúng ta nghe rằng là cô ta chiến thắng được cái giải nhất trong cái cuộc thi đó. In the world, trên thế giới. Once in the blue moon, cái từ once in the blue moon tức là rare đó các bạn, rất là hiếm đó. Tức là một lần vào trăng xanh, tức là rất là hiếm. Over the moon tức là extremely happy nha các bạn. Cái từ này có nghĩa là extremely happy. The sky's the limit tức là giới hạn của bầu trời, ý nó là no limit nha các bạn. Bầu trời làm gì có dấu hạn các bạn. Vì cái chỗ này các bạn chọn C lập lý không? Cực kỳ hạnh phúc. 27. It's raining outside. Trời đang mưa ở ngoài. Và Tom nó mang cái dù của anh ta. Mang cái dù với anh ta. Anh ta sẽ không bị ướt. Và các bạn sẽ không, từ O là hoặc nè. On đầu là mặc dù nè. But là nhưng. Các bạn so that này các bạn. Để không? So that cái này để. Câu 8 các bạn. I'm worried about the math test tomorrow. Tôi lo lắng về cái bài kiểm tra toán ngày mai. Tôi không có giỏi toán lắm. Thì nên trả lời sao good for you cái này sai nha các bạn. Tốt cho bạn. Congratulations, chúc mừng cũng sai nha. Stay calm, bình tĩnh nào. I'll help you review. Tôi sẽ giúp bạn ôn tập cái này đúng nha các bạn ha. Câu đi không? Well done, làm tốt lắm. Cái này sai nha các bạn ha. Câu 9 các bạn. When serving this dish, tức là khi chúng ta phục, chúng ta khi phục vụ cái món này, tức là ý nó là khi dọn cái món này đó các bạn, thì đừng quên cái gì đó, một chút tiêu lên trên cái thức ăn. Mà xem từ marinade, marinade là cái nước sốt chúng ta làm, ta bỏ rưới lên đó các bạn. A little pepper, pepper là tiêu nha các bạn. Puree là cái bột đó, bột ta xay nhuyễn ra. Sprinkle là chúng ta rắc các bạn, rắc một chút ít lên. Spread là chúng ta cộng gì chúng ta chét nó ra các bạn, giống như các bạn có một chét pate đó mà spread. Thì đây chúng chọn sprinkle là hợp lý các bạn, rắc ít tiêu lên. Câu 30. Bí bồ gì đó, the flooded village, cái làng bị ngập khi mà cái đội, khi mà những người cứu hộ đã đến. Ta để ý cái chỗ này nó ở quá khứ hơn các bạn. Vậy thì đấy nó không dùng được. Ở đó, cái từ cái câu A này, cái câu A này chúng ta không dùng được, tại vì cái từ already nó nhấn mạnh đến cái chuyện nó đã xảy ra rồi, nhưng mà nó xảy ra trước rồi. Câu B nó không dùng được, câu C không dùng được, cái câu này cũng không dùng được. Cái này mà các bạn dùng được, các bạn phải dùng là cái đó, past perfect nha. Các bạn phải chọn đi nha các bạn ha. Đây nè các bạn ha. Từ already nó nhấn mạnh cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Tức là khi mà những người cứu hộ đã đến đó, là những cái dân làng mà bị ngập đó, họ đã đi rồi. Câu 31 các bạn. The doctor advised my uncle. Bác sĩ đó khuyên cậu tôi đó là stop. Ngưng thuốc. Bởi vì nó khá là có hại sức khỏe của chúng ta. Thế các bạn phải chọn chữ C là hợp lý ha. Cái từ stop nó có hai loại nha các bạn. Nếu các bạn dùng stop to do đó là các bạn, tức là chúng ta đang ngưng, tức là các bạn đang làm cái chuyện gì đó, sau đó các bạn ngừng chút xíu, các bạn làm một chuyện khác ha, rồi sau đó các bạn quay trở lại tiếp tục các bạn làm công việc các bạn đang nói ha. Còn cái từ stop doing đó là các bạn ngưng hẳn làm cái chuyện đó luôn, ngưng hẳn tức là bằng cái từ quit đó các bạn, ta không làm cái chuyện đó nữa. Câu 32 các bạn. Maria nói sao là I think, tôi nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng cái lá chuối để mà bọc thực phẩm, tức là quấn các bạn, để bảo vệ môi trường. Anna nói sao bạn? That's a good idea, câu này hợp lý không các bạn? Sorry I'm busy, xin lỗi tôi bận hay sai nha.
No thanks, không cảm ơn. Cũng sai nha các bạn. Cảm ơn, tôi có thể xoay sở được cái này sai nha các bạn. Chọn câu A là hợp lý. Câu 33 các bạn. She fluent. Thì cái từ fluent này tính từ đi với in nha các bạn. Chỗ này thí sinh là chọn A, chọn B là hợp lý rồi. Câu 34 các bạn. There has been a change. Rồi các bạn thấy cái chỗ này, nguyên cái chỗ này nó là một cụm danh từ ha. Là tại cái từ in nè. Ta nhớ là cái giới từ nó ngăn cách hai cái cụm danh từ với nhau ha. Vậy thì cái từ change đấy là một cái danh từ chính nha các bạn. Change đấy là danh từ chính. Để cái chỗ này các bạn phải cần một cái adjective để bổ nghĩa cho nó. Thì chỗ này các bạn phải chọn B là hợp lý rồi. Ở đây là adverb. Đây là verb rồi. Đây là noun rồi các bạn. Câu 35. The painting Mr. Brown. Ở cái này hỏi về cái predicate pronoun thôi. Ở đây cái từ painting á. Thì cái chỗ này các bạn có thể dùng which. Hoặc là dùng that. Hoặc là các bạn bỏ đi cũng được ha. Tại vì đây đó, tại vì cái mệnh đề phía sau này đó. Cái Mr. Brown là chủ ngữ thôi. Đây là động từ rồi ha. Do vậy mà cái chỗ này không cần thiết. Có thể bỏ đi được các bạn. Thì ở đây chúng ta phải chọn that ha các bạn ha. Where chúng ta dùng cho nơi trốn. Who chúng ta dùng cho người ở vị trí object. Who là dùng cho người ha. Thesis. Teacher in modern classrooms. Tức là giáo viên ở trong các lớp học hiện đại đó. Thì sao đó? Hay là cái gì đó? Bởi vì đó cái nhiệm vụ chính của họ là thiết lập cái mục tiêu và tổ chức cái tiến trình dạy học một cách accordingly các bạn ha. Tức là theo đó tổ chức cái một cách thích hợp đúng đắn như các bạn ha. Tổ chức cái tiến trình dạy học. Vậy thì đến ta xem cái chỗ nào. Breadwinner là cái người đi kiếm ăn trong gia đình, tức là người lao động chính trong gia đình đó. Decision makers là cái người đưa ra quyết định. Director là cái người đạo diễn, là cái người. Vậy thì cái chỗ này các bạn phải chọn là B là hợp lý các bạn ha. Facilitators. Facilitators là cái người mà chúng ta đưa ra cái hướng dẫn, thường là về giáo dục các bạn ha. Đưa ra cái hướng dẫn cho cái người khác như thế nào, đúng không? Để người kia, để cho cái người kia tự làm các bạn. Rồi chúng ta nhìn vô phần tiếp theo các bạn. Thì phần này chúng ta chọn một cái âm mà nó phát âm khác thôi. Thì cái đi đuôi chúng ta sẽ có ba cách phát âm các bạn. Cũng sẽ là âm ịch ha. Thứ hai là âm t, và thứ ba là âm d. Thì mình đã làm cái video về cái này rồi. Các bạn có thể tra phần ngữ pháp A1, A2 nhé. Câu A có được là achieved, âm D nhé các bạn. Câu B có được là advanced, âm T. Tại vì âm cuối của nó là S. Required, replied. Thì các bạn phải chọn câu B ha. Nó có được là fortress. Fortress âm O các bạn. A fort cũng là âm O ha. Orbit cũng là âm O các bạn. Forbid cái này tạm biệt nhấn âm 2. Nhớ năm 2 nha các bạn. Cho vậy mà cái chỗ này chúng ta sẽ phải hạ âm. Chúng ta không được là forbid mà forbid. Forbid. Vậy thì cái chỗ này các bạn cho đi là hợp lý. Rồi 39-40 thì chúng ta sẽ chọn một cái trọng âm mà nó khác ha. Ta nhớ tiếng Anh nó có trọng âm nữa các bạn. Nó rơi vào âm nào chúng ta phải lên dọc ở chỗ đó. Còn nó cuối cùng chúng ta đọc ngang. Thì các bạn để ý khi mà cái câu A này các bạn để ý cái âm sần nha các bạn. Cái âm sần nó nằm ở đâu thì chúng ta nhấn cái âm kế tiếp nó trước nó. Expedition các bạn, âm số 3 ha. Mechanical âm 2 các bạn. Technology âm 2 nha các bạn. Accessible âm 2 ha. Do vậy mình có chọn câu A ha. 40 các bạn. Workshop âm 1 ha. Global âm 1 nha các bạn. Village âm 1 ha. Remind cuối cùng đọc ngang âm 2 nha các bạn. Do vậy mình có bạn chọn câu đi ha. Thì nhìn chung đó mình thấy cái đề thi vào lớp 10 năm 2024-2025 đó, của Hải Phòng đó, thì nó cũng tương đối dễ thở các bạn, nó không có khó lắm so với trình độ chung của học sinh lớp 9 hiện nay. Bằng chứng là cái người thí sinh này chúng ta làm cái bài này rất là dễ dàng các bạn. Thì mình nghĩ là cái người thí sinh làm cái đề này là cũng đúng khoảng cỡ 90-95% ha. Thì đó là cái nhận xét của mình về cái đề thi này. Các bạn nghĩ sao về cái đề thi này, các bạn có thể để lại bình luận của các bạn bên dưới. Thanks for watching.